Easy Badminton. Okay, hôm nay mình sẽ trả lời câu hỏi của mọi người ở trên fanpage và YouTube. Thì trả lời trên YouTube trước. Cây này căng ngắt được bao nhiêu vẽ số? Đối với cây Afox Canon Pro thì theo như thông số mình có ở trên này, đó là căng mắc được 28 LBF thì nó tương đương khoảng 12 cân. Nhưng mà đối với các dòng sản phẩm của Li-Ning ấy, thì mọi người cũng căng 13 đến 13 cân rưỡi thoải mái, bởi vì carbon của Li-Ning là bền hơn rất nhiều so với carbon của Tunex. Mà lại còn là dòng Canon nữa thì anh em không phải sợ về việc căng cao. Và anh em muốn trải nghiệm cây các Afox Canon Pro thì có thể qua số 14 trên 333 B Văn Cao nhé. Hiện tại thì mình vẫn còn một cây ở đây, một mẫu Afox Canon Pro màu đỏ. Màu xanh thì mới bán thôi, giờ chỉ còn mã màu đỏ thôi. Anh chơi mấy U vậy ạ? Ở cái thời điểm mà anh test cây Hivatec 7000 này thì anh chơi cây 4 U 11 cân. Thấy nó khá là đầm tay. Nhưng mà hiện tại thì bên anh đã hết cây Hivatec 7000 rồi. Thì em có thể tham khảo qua hai mẫu là cây Hivatec 6000 và 8000. Nó cũng tương đương với 7000. Cây 6000 thì có vẻ nhẹ hơn một chút, nhẹ hơn một chút so với 7000. Thì chuyển qua cây 8000 sẽ ok hơn. Hoặc là nếu mà em muốn một cây thông số như cây Hivatec 7000 mà là của Yonex ấy, thì có thể tham khảo qua dòng Atrox 100 Tour nha. Atrox 100 Tour anh đánh thử thì nó cũng rất là giống với cây Hivatec 7000 này. What is balance point please? Điểm cân bằng của cây Hivatec 7000 là 295mm nhé. Đây anh này người Tây. Du Long và Phoenix có hơn 300B không? Đũa cứng hơn không? Nếu mà lên 300B ấy, 300B thì sẽ dễ đánh hơn cả hai cây này. Còn về phần đũa thì cây Du Long. Cây Du Long sẽ có đũa dẻo hơn cây 300B. Còn cái cây Kung Fu Phoenix ấy thì nó rất là cứng, nó cứng nó nặng đầu. Nhưng mà để mà so sánh nên chọn Du Long và Phoenix hay là chọn Li-Ning 300B ấy, thì tốt nhất là nên chọn Li-Ning Calibra 300B. Muốn thuê sân bóng một sen à? Nếu mà muốn thuê sân bóng một sen thì em cứ gọi thử vào cái số liên hệ mà anh để ở dưới phần mô tả ấy. Chứ còn anh chỉ cho thuê sân cầu lông thôi, không cho thuê sân bóng đá. Em muốn mua thế nào vậy shop? Thật ra thì cái loại cước Li-Ning L70 ấy, L70 thì mình đã hết rồi, mình chỉ có một sợi duy nhất để mình test thôi. Thì nếu mà bạn muốn chơi thử cái loại cước này ấy thì có thể chuyển qua loại N70, và cũng với công nghệ và đường kính nó như là L70 thì có thể sử dụng loại này. Loại này ở bên mình đang căng là chưa đến 150. Ở trên TikTok thì có một bạn hỏi mình là cái loại cước Gosen Ryzonic 65 có giá là bao nhiêu. Thì đối với loại Ryzonic 65 này thì bên mình đang căng có giá là 150.000. Đây là một loại cước rất mới, ít nhất là ở Hải Phòng. Còn mình cũng chưa thấy là trên Hà Nội người ta sử dụng nhiều cái loại cước này. Đây là một loại cước đến từ Nhật Bản, một thương hiệu rất là lâu đời và uy tín ở bên Nhật Bản, nhưng mà không được chuộng lắm ở Việt Nam so với Yonex và Mizuno. Giới thiệu qua thì đây là loại cước trợ lực có đường kính là 0.65mm và nó ngang với Xbone 65 trợ lực. Nhưng mà đối với loại này ấy, so với Xbone 65 ấy, thì cái lớp vỏ nó hơi sần một chút, sẽ tăng được khả năng giữ dây mọi người, dây sẽ không bị chạy nhiều và có độ đàn hồi khá cao.